OI nằm giữa OX và OZ. Thầy thích cái từ OI nằm giữa đây em này. Vì sao? Vì OI mà đã nằm giữa thì chắc chắn thầy có ngay là XOI cộng IOZ thì bằng XOZ. Đúng không nào? Đấy nhá. Và XOI thì bằng 40 độ, IOZ lại bằng 60 độ. Thì việc tính XOZ quá đơn giản đúng không nào các em? Tập trung, thầy sẽ cùng các em chúng ta giải quyết. Ví dụ một các em nhá. Nào, chúng ta sẽ có như sau. Vì tia OI nằm giữa OX và tia OZ. Chúng ta có này, vì tia OI sẽ nằm giữa cái gì em nhỉ? Nằm giữa OX và OZ. Suy ra thì có ngay là góc XOZ thì bằng góc XOY cộng với góc IOZ. Mà thì có gì? Mà thì có mà XOY của thầy thì bằng 40 độ. IOZ của thầy thì bằng 60 độ. Đúng không nào? Nên nên gì em nhỉ? Nên XOY của thầy thì bằng 40 độ cộng với 60 độ và suy ra góc XOY của thầy bằng 100 độ.